Cái đầu tiên là chơi với thảm. Cái thứ hai là chơi với bàn phím. Chứ không phải cái thứ hai chơi với thảm đâu. Nè, lên trái phải bằng bàn phím này nè. Cái thứ ba là yoga. Cái thứ tư là nhảy theo người ta. Cái thứ năm là đọc được sách.我佛菩提树下，我行者生死轮回，也愿信活佛慈悲。尔等岂能体会相思正寂的滋味？爱别离的感悟，菩提树下的参悟，我愿为你放下全部，此生让我来渡。功德比安华花瓣遍地撒，谁会在乎他在哭泣呀？佛将鬼千年未见佛升天，我好想能再见。